một chiếc xoa rê ta tặng mặt trăng, một chiếc xoa rê đầy mắt gà và kim tuyến. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Một ngày nào đó sẽ lên mặt trời, mình sẽ trồng rau trồng cỏ nuôi bò, và sẽ trồng hoa anh. Mặt ta tuy buồn nhưng lòng ta rất vui. Vui lắm em ơi, lòng ta như mùa xuân đang rộn ràng. Trời ơi, ôi sướng vui vô cùng, ta mừng vui, ta mừng vui vui quá. Ôi sướng vui vô cùng, ta mừng vui quá vui ghê. Mà lòng ta vui, khi lòng ta vui quá vui, ta cười ha 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 như chị Hà. Hay quá, hay quá. Hâm mộ chị, tặng hoa cho chị. Chị cảm ơn những hoa giùm chị, chị không có tay. Hey. Chị Tấm chị nói gì mà bóng bàn, bóng bàn đâu á? Bóng bàn là SEA Games tao thi bà nội ơi. À rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Bán bán bông bông. Tao bóng bóng bàn bàn chứ bán bán bông bông cái giống gì con này. Bóng bóng bán bán. Nhẹ nhàng, lạnh lót, du dương, mềm mại. Lên nắng cơm vàng cơm bạc nhà ta. Này mày lên trên tới thiên đình luôn rồi đó. Xuống, đáp xuống, đáp xuống. Chờ ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Này ngay cửa ngục luôn nè. Ngay cửa ngục luôn rồi đó. Lưng lửng thôi. Chờ ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Đọc về á, cái bóng nông lên mà voi đó, tới nó dậm hai mẹ con mình á. Trời ơi, chứ giờ sao khó khăn quá à. Đọc cái gì mà ngang chàng hả? Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hầm cháo qua nhà người rồi đó. Hết rồi. Có lên đâu. Sao lạ ta, chắc chén không đủ để mẹ. Trời ơi.